Kính thưa quý vị và các bạn, Phượng Vũ, Huyền Kadri cùng đăng quang quán quân The Cover Show tối ngày 2 tháng 3, đêm chung kết The Cover Show đã chào đón sự trở lại của 4 vị khách gồm nhạc sĩ Minh Thiên, Nguyễn Hồng Thuận, Hamel, Trương và Đỗ Hiếu trong vai trò giám khảo. Đặc biệt trong đêm chung kết còn có sự xuất hiện giữa những nhạc sĩ đồng hành cùng sắc màu thời gian từ những bước chân đầu tiên như nhạc sĩ Bảo Trấn, Hoài An, Nguyễn Minh Cường và Nguyễn Hoàng Duy. Đến với những màn trình diễn đầy kịch tính, ca sĩ Phương Tùng đã mở đầu chương trình với ca khúc Đổi Thay, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kim Tuấn. Nhạc sĩ Minh Thiên chia sẻ về chàng ca sĩ có chất giọng trưởng thành này. Ca khúc Đổi Thay của nhạc sĩ Nguyễn Kim Tuấn là ca khúc mà tôi yêu thích. Phần diễn của em theo lối rất hay, giọng hát của em nhất là phần cao độ rất sáng. Tiếp nối chương trình, ca sĩ Hà Lan Phương, con gái của nhạc sĩ Bảo Trấn đã mang ca khúc Và Cơn Mưa Tới, sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn đến với đêm chung kết. Hà Lan Phương là một trong những ca sĩ nội lực nhất của game show Cover Show. Mỗi lần cô hát là những ca sĩ tình cảm này lại rơi nước mắt. Cô quan niệm rằng mỗi lần lên sân khấu hát luôn tỏa sáng hết mình, hát trọn vẹn như những lần cuối cùng được hát. Nhạc sĩ Bảo Trấn, người được Hà Lan Phương kính trọng, gọi là thân Phương từ bố, chia sẻ biển và mưa là hai nơi mà không ai có thể để ý đến mình có thể dễ dàng chút ra tâm sự. Bố cảm ơn Lan Phương, con hát cực hay, con không bị cái bóng của người đi trước đè lên. Đến với đêm chung kết, Phượng Vũ đã thể hiện các ca khúc Cánh Hoa Tàn, một trong những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh, nữ ca sĩ sinh năm 1988 thể hiện một cách trọn vẹn tinh thần của ca khúc, đặc biệt là chất xúc tác của trang phục, nhóm múa, vai solo khiến màn trình diễn trở nên hoàn hảo không thể rời mắt. Ca sĩ cuối cùng của top 5 là Huyền Kadri, cô nàng được nhận xét là có giọng hát khủng lẫn vẻ ngoài xinh đẹp, đã thể hiện được ca khúc Như Hai Thế Giới, một sáng tác của nhạc sĩ Hamel Trương. Kết thúc phần thi trình diễn của top 5 The Cover Show, 4 ca sĩ gồm Hà Lan Phương, Phượng Nguyễn, Huyền Kadri và Henry Ngọc Thạch bước vào vòng tiếp theo để tranh giành ngôi vị quán quân, mở đầu cho những phần trình diễn. Quyết định chủ nhân của giải thưởng quán quân là ca sĩ Huyền Kadri. Cô nàng xuất hiện khiến cả sân khấu ngỡ ngàng vì diện mạo khác hẳn với các tiết mục từng được trình diễn. Cô ca sĩ trẻ đẹp giản dị với chiếc áo yếm tựa như chị công nhân lên thành phố lập nghiệp. Huyền Kadri đã kể lại câu chuyện của chính mình qua ca khúc Cố Lên Cô Gái Nhỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận bày tỏ cảm xúc khi thưởng thức các ca khúc của mình chính mình. Ca khúc này của Thuận viết dành tặng cho những người bạn của mình. Cô ấy ở tỉnh vào Sài Gòn hoạt động nghệ thuật và sự nghiệp, tình cảm của bạn không đến đâu và mình đã viết bài viết này để dành tặng cho cô gái ấy. Chọn trình diễn liên tục hai tiết mục acoustic trong đêm chung kết như thế này thì Huyền Kadri có lý do riêng của bạn. Nhạc sĩ Hoài An chia sẻ, anh được xem Harry Ngọc Thạch trình diễn lần thứ hai nhưng anh thực sự rất thích các trình diễn của em trên sân khấu. Cả về ngay giọng hát của em đã làm rất tốt. Nếu như anh có làm chương trình gì đó hay có ca khúc mới thì Harry Ngọc Thạch là một cái tên mà anh sẽ nhớ đến đầu tiên. Nữ ca sĩ Phượng Vũ xuất hiện xinh đẹp trên sân khấu nóng hơn bao giờ hết với ca khúc Em Ngày Xưa Khác Rồi, sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú. Phần trình diễn cuối cùng cũng đắt giá không kém, ca sĩ Hà Lan Phương cũng không hề thua kém bất cứ ca sĩ trẻ nào. Nữ ca sĩ với giọng ca nội lực phô diễn tài năng qua ca khúc Người Lạ Ơi, sáng tác của Châu Đăng Khoa.